Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định sẽ tổ chức chương trình họp mặt giao lưu với người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Thời gian dự kiến tổ chức họp mặt giao lưu diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 7 với khoảng 300 đại biểu. Chương trình họp mặt gồm các nội dung giao lưu với cựu chiến binh tiêu biểu, giao lưu với mẹ, vợ, con liệt sĩ thương binh, bệnh binh tiêu biểu. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đã phát biểu ý kiến nhằm quan thiện kế hoạch tổ chức họp mặt như tăng số lượng đại biểu hội viên, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, bố trí xe đưa đón đại biểu tham gia buổi họp mặt. Chương trình họp mặt được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác chăm lo cho người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng cho bảo vệ tổ quốc trên địa bàn tỉnh.